Thì thường cái phiên mà thị trường tạo ra khối lượng lớn nhất kể từ lúc tạo sóng ấy, thường bao giờ nó cũng không phải là phiên thị trường xác nhận tạo đỉnh. Hello, xin chào anh chị, chào mừng mọi người đến với kênh Chứng khoán TV2. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong video nhận định thị trường mỗi ngày. Một ngày thứ sáu cuối tuần thực sự là biến động lớn, thật sự là rất nhiều màu đỏ rực, đúng không? Đến bây giờ khi mà các em học sinh mới kết thúc năm học của mình thì chúng ta mới nhận ra rằng mùa hoa phượng đỏ liệu đã đến hay chưa. Không chỉ là hoa phượng thì báo hiệu cho ngày hè của những học sinh, sinh viên, đúng không? Hùng nhớ ngày xưa Hùng cũng từng đi học và rất háo hức những mùa hè, những gọi là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, đúng không? Em chở mùa hè của tôi đi đâu thì không biết rằng những đến mùa hoa phượng đến thì thay vì là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng thì trên bảng điện đầy hoa phượng, mà không biết là ngày thị trường có chở tài khoản của tôi đi đâu hay không. Thì ngày hôm nay Hùng sẽ lại quay trở lại làm một video đặc biệt để chia sẻ cùng tất cả mọi người. Hãy nhớ cho Hùng xin một like, một subscribe, đăng ký kênh Chứng khoán TV2 nhé. Thì đầu tiên chúng ta phải nhấn mạnh với nhau, đây là một điều hết sức là quan trọng. Đó là gì? Ngày hôm nay thị trường chung của chúng ta đã có thêm một phiên phân phối, phiên phân phối thứ 3. Và chúng ta có 3 phiên phân phối có thể coi là tương đối là gần nhau, tại vì nó chỉ cách nhau tầm khoảng 2 tuần mà thôi. Đấy là chúng ta còn chưa nói về cái phiên khả nghi phân phối ngày 20 tháng 5, cũng là một phiên bán rất mạnh tại đỉnh cũ, đúng không? Dù gì hiện thời chúng ta đã có 3 phiên phân phối. Vậy thì câu hỏi đặt ra của chúng ta đó là liệu thị trường đã thực sự tạo đỉnh hay chưa? Thì TV2 chia sẻ mọi người, thị trường chưa xác nhận tạo đỉnh. Ít nhất đến thời điểm hiện tại, đó là vào lúc 3 giờ 8 phút ngày 24 tháng 5, thị trường chưa có dấu hiệu để xác nhận tạo đỉnh. Và chúng ta đang nằm trong một cái nhịp điều chỉnh của thị trường chung. Thị trường đã có 4 phiên, tại vì cái phiên đầu tiên nó vẫn là một phiên tăng điểm nên chúng ta mới có 4 phiên điều chỉnh mà thôi. Và index thì hiện tại ngày hôm nay thì đã lấp xong gap vùng 1250. Hùng phải nhắc lại là lấp xong gap rồi. Thì chúng ta sẽ đi kỹ hơn, tại vì rất nhiều anh chị có hỏi Hùng là thị trường ở giai đoạn này nó sẽ giống đoạn này hay không. Đầu tiên là cái vùng mọi người lo nhất, đó là vùng này. Sau 3 phiên nến và một cây nến có von ngày mùng 3 tháng 4 thì thị trường đảo chiều, sau đó thì nó rũ bỏ rất mạnh, đúng không? Đây là cái phiên mà mọi người quan tâm. Thì Hùng khẳng định là đây chưa phải là nó không giống, nhưng mà còn một cái giai đoạn quan trọng hơn, đó là giai đoạn năm trước. Năm trước 3 phiên nến đỏ, một cây nến rút chân xanh và sau đó là một nến đỏ, và thị trường rơi rất mạnh, đúng không? Mọi người nhìn thấy cũng rất giống, đúng không? Cũng là những vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số chung. Nhưng Hùng sẽ nói về cái sự khác nhau. Đầu tiên đó là cái giai đoạn tháng 9 và giai đoạn vùng đỉnh tháng 8, cái vùng thì đầu tiên nó cách nhau một tháng. Dù gì thị trường của chúng ta đúng là tăng chữ V, nhưng mọi người nên nhớ rằng thị trường của chúng ta đó là thị trường đã tăng được tầm khoảng đến giờ là khoảng 4 tuần rồi chứ, và từ đỉnh cũ thì nó cách tầm khoảng 2 tháng, 2 đến 3 tháng, tức là mức độ phân phối nó đã xa hơn. Tại vì cái yếu tố thời gian timing nó là cái rất quan trọng rồi nhá. Ví dụ như đợt này có thể coi là một đợt kéo tạo sóng phân phối nốt, nhưng đợt này là thị trường đã tạo đầy đủ dấu hiệu tạo đỉnh rồi mới giật về đỉnh cũ. Nên mình sẽ nói đầu tiên là về sự khác nhau là yếu tố thời gian, và yếu tố thứ hai là yếu tố khối lượng. Thực ra cái khối lượng ngày hôm nay là một cái phiên khối lượng lớn, Hùng đánh giá là khá thú vị. Đó vì sao? Tại vì khối lượng ngày hôm nay là một phiên khối lượng lớn nhất từ lúc tạo sóng đến giờ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái rất quan trọng trong bất kỳ một con sóng tăng nào của thị trường chung. Đấy, thì không biết là mọi người có góp nhặt được cái kinh nghiệm cho mình không, nhưng Hùng sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chắc là rất nhiều anh chị cũng muốn nghe, đúng không? Đó là yếu tố khối lượng. Đây là cái mà Hùng cũng chưa từng chia sẻ với mọi người. Thì cái khối lượng ngày hôm nay là một khối lượng cao nhất từ lúc tạo sóng đến giờ. Thì thường thôi, cái phiên mà thị trường tạo ra khối lượng lớn nhất kể từ lúc tạo sóng ấy, thường bao giờ nó cũng không phải là phiên thị trường xác nhận tạo đỉnh. Đấy là để chia sẻ mọi người như vậy. Hùng ví dụ mọi người, khi mà thị trường có phiên lớn nhất ở đây thì sau đó thị trường nó đều giật lên. Đấy, mọi người hiểu không ạ? Nó đều giật lên. Đấy, mọi người nhớ không? Ví dụ đây là phiên khối lượng lớn nhất, đúng không? Thì thường sau phiên khối lượng lớn nhất này thì nó giật tiếp, tại vì nó tạo ra một cái đợt phân phối nốt mà. Mọi người hiểu không ạ? Thì nó phải co giật liên tục.
thì nó kéo nhà đầu tư vào. Mọi hiểu bản chất là phân phối đúng không ạ? Người khổng lồ họ muốn đưa nhỏ lẻ vào. Họ muốn đưa nhỏ lẻ vào, tức là họ muốn làm gì? Họ muốn bán hàng cho nhỏ lẻ thì họ phải làm gì? Họ phải bán mua bán mua bán mua. Đấy, tức đoạn đầu họ bán nhưng họ cũng mua lại nhiều, nhưng càng về cuối thì họ sẽ gì? Họ sẽ bán nhiều hơn là họ mua lại. Mọi hiểu không ạ? Đấy, ví dụ đoạn đầu họ đang cầm 10.000 cổ phiếu thì cái đến một đợt điều chỉnh họ sẽ bán 5.000 đi và sau đó họ mua lại 4.000, nhưng đến ở vùng đỉnh tăng trưởng thì họ bán 5.000 đi nhưng họ chỉ mua 1.000 thôi. Mọi hiểu không ạ? Thì lúc đấy, ngay lúc đấy thì cái von ở sau đó nó sẽ không cao bằng cái phiên mắc nhất. Mọi hiểu không ạ? Đó, và ngày hôm nay thì cái phiên khối lượng mắc đấy nó phải cộng hưởng với yếu tố này, đó là sự giúp chân. Thì thường ấy, nếu là một thị trường xấu thì nó sẽ tạo ra một nến đặc như này. Nó sẽ tạo ra một nến đặc này, nó là hùng ấy gọi là một cú đấm thôi sơn của tốt đẹp ngày xưa, nếu mà ai xem Rốn Rồng Thiêng ấy, đấy, thì có một cái gọi là có một nhân vật nó có một cú đấm rất là mạnh đấy, chỉ có mỗi cú đấm ấy thôi thì hùng ấy gọi là đấy là gọi là cú đấm nấp ao. Thì khi mà thị trường nó xấu thực sự nó sẽ tạo ra một cái nến bán áp trụ ba kiểu như vậy, nó dứt điểm luôn, kiểu nó dứt điểm tất cả những gì mà thị trường đã gọi là đã tạo ra dạng trước. Ví dụ đây, đây là một cú đấm dứt điểm của thị trường chung, tức là cú đấm đấy nó có von luôn, có von luôn, đây ví dụ đây có von luôn. Đấy, thì ở ngày hôm nay Hùng chưa thấy điều đấy. Thì đấy là ba điều Hùng đánh giá là thị trường nó chưa xác nhận tạo đỉnh được. Và ở ngày hôm nay, thậm chí ngày hôm nay với một phiên rút chân khối lượng lớn này thì Hùng nghĩ hoàn toàn thị trường nó có thể quay trở lại vượt đỉnh trở lại. Đấy, và xác suất của TVI đến ngày hôm nay Hùng có đánh giá rằng sóng này thị trường nó sẽ vượt qua vùng 1.300. Thì đây là cái mà target của TVI. Đấy, ít nhất là vượt qua vùng 1.300, còn sau đó cũng không biết được. Nên ở ngày hôm nay thì đó lý do vì sao khi mà thị trường hoảng loạn 30 điểm, nếu anh chị của TVI anh chị chắc cũng nhớ đúng không? 30 điểm thì Hùng có rà soát cho mọi người. Hùng có rà soát cho mọi người thì Hùng có nói luôn. Hùng có nói luôn về câu chuyện đây thì chắc cho mọi người xem một đoạn thôi. Đúng không? Đây Hùng có nói luôn mọi người đây, tại vì đây đầu tiên là lúc thị trường giảm mạnh Hùng có bảo là nếu anh chị nào muốn mua, tức anh chị mà vừa vào room cầm 100% tiền mặt thì mọi người sẽ mua 30-50%. Đấy, với những cổ phiếu giảm mạnh thì đây là mọi người nhớ đây, đoạn này lúc Hùng rà soát lúc này là nó phải rơi về tầm khoảng chắc nó cũng phải 2 giờ lùng nhớ lúc ấy giảm phải 30 điểm. Để lúc 2 giờ 21 thì Hùng chia sẻ mọi người. Thì lúc đấy thì Hùng nói mọi người là anh chị của TVI là chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ. Đấy, nên anh chị nào cầm tiền mặt thì mọi người có thể mua. Còn trừ phi nếu FPT sàn thì mọi người bán 1/2. Còn FPT hôm nay thì nó không sàn rồi đúng không? Và đa số cổ phiếu là không vi phạm nguyên tắc bán và chúng ta tiếp tục nắm giữ và tỷ trọng cổ phiếu. Với những anh chị vào tham gia từ đầu sóng với TVI Hùng vẫn đánh giá là 90%. Thì nếu mọi người để kỹ thì ngày hôm nay lúc đấy thì nó cũng là lúc mà thị trường chắc nó phải giảm mạnh nhất ấy. Tại vì lúc đấy Hùng nhớ là lúc Hùng chat rà soát xong gửi lại thì nó phải đầy là nó đúng tầm này. Đấy mọi người nhớ, đấy mọi người thấy không? Đấy 12-21 mọi người thấy không? Đấy, đây 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 đấy, đúng không? Lúc đấy đó nó đang khoảng tầm 50. Đấy, đấy, đoạn sâu nhất này. Đấy, tại vì Hùng viết thì mất thời gian rồi. Đấy thì lúc đoạn 18 Hùng nhớ là lúc chuẩn bị gửi là nó phải sâu nhất luôn. Đấy thì đấy là lý do vì sao Hùng vẫn chia sẻ mọi người là chúng ta sẽ tạm thời nắm giữ qua ngày hôm nay. Đấy, Hùng sẽ chia sẻ mọi người như vậy, được chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết cổ phiếu. Về kịch bản thị trường, Hùng đánh giá là hỗ trợ thị trường thì nó vẫn sẽ là vùng này thôi. Tại vì cái vùng 1.250 này, đây là một hỗ trợ rất mạnh của chiều chung. Đấy, tại vì đây là một cái nền giá cũ và cái thứ hai là nó có khoảng gap ở đây. Và hôm nay nó lấp xong gap rồi thì ít nhất ở cái ngày hôm nay khi mà thị trường về gap và có một khối lượng lớn thì nó thể hiện một điều gì ạ? Nó thể hiện rằng vùng 1.250 này là vùng hỗ trợ mạnh và chưa chắc nó đã dễ thủng qua. Đấy nên là chúng ta có thể lưu ý, càng nhiều phiên nó test 1.250 mà nó giữ được thì đánh giá đây sẽ là vùng hỗ trợ để thị trường nó có thể nảy cao hơn. Được chưa? Và cản thị trường chung thì bây giờ nó vẫn sẽ là vùng 1.280-1.290 thôi, thì mọi người sẽ lưu ý kỹ trong cái vùng này. Đấy, ít nhất ở ngày hôm nay Hùng đánh giá là một phiên phân phối thứ ba tạm ổn và thị trường nó đang đã làm tốt nhất có thể yếu tố của mình rồi. Thì bây giờ Hùng sẽ chi tiết đến từng cổ phiếu, thì chúng ta sẽ nói về một cổ phiếu quan trọng của thị trường chung và quan trọng cả trong sóng tăng này, và cũng là một cổ phiếu mà TVI có khuyến nghị với anh chị khách hàng của mình. Thì đầu tiên chúng ta phải khẳng định với nhau rằng FPT từ lúc tăng đến giờ thì nó chưa có một giai đoạn nào nó điều chỉnh, và đó là một cái mới gọi là đấy là một cái nhược điểm của FPT. Tại vì khi một cổ phiếu đi lên mà không điều chỉnh thì nó sẽ kèm theo yếu tố là rủi ro sau đó. Thì ngày hôm nay FPT có một phiên gọi là một phiên trao tay rất mạnh, đúng không? Và khối lượng của nó thì gần như là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Và với một phiên bán giảm 4.1%, nhưng ở đây mọi người nhớ nhá là đã có lúc FPT nó giảm khoảng 5% rồi, nhưng mà sau đó nó rút chân lên khi nó chạm cái vùng MA20 và đây là một nền dưới hỗ trợ của FPT. Đấy thì với cây rơi ngày hôm nay và rút chân vùng này giá FPT thì chắc chắn nó sẽ mất
mất thời gian, nó mất thời gian và có thể nó sẽ tuần sau nó sẽ nhúng lại 129, 130 một lần nữa, và sau đó nó sẽ tạo nền giá ở đây. Thì vùng nền giá là target của Hùng thì đầu tiên là phải khẳng định với nhau là cái vùng target mốc 1 của chúng ta thì là vùng quanh 135, 140. Thì mọi người nhớ lại khi chúng ta nốt vào file trạng thái TVI thì lúc đầu chúng ta nốt là vùng đỉnh target chúng ta là 140, nhưng nâng lên tầm 150 thì quan điểm cá nhân Hùng thì FPT vẫn có thể nó sẽ lên lại 150 sau khi nó tạo nền ở đây. Thì chúng ta sẽ lưu ý kỹ cổ phiếu này, và Hùng cũng phải nói lại đây là cổ phiếu mạnh nhất thị trường trong cái sóng tăng này, và nếu FPT nó tạo đỉnh thì gần như chắc chắn thị trường xác suất cực cao nó sẽ tạo đỉnh. Nên Hùng hay nói vui với một số anh chị em là trừ phi mọi người lãi nhiều mọi người bán bớt, còn nếu mà chúng ta lôi FPT ra bán khi cổ phiếu FPT chưa vi phạm nguyên tắc bán thì không khác gì chúng ta lôi cổ phiếu mạnh nhất ra bán, thì chúng ta cũng chả biết nên giữ cổ phiếu nào nữa, mọi người hiểu không ạ? Tức là khi chúng ta sẽ chỉ bán hết FPT khi chúng ta xác nhận với nhau rằng con sóng này sẽ kết thúc, đã kết thúc, đúng không? Thì đấy là cái mọi người sẽ lưu ý. Thì nên là về trạng thái FPT ngày hôm nay cũng đánh giá là vẫn tiếp tục nắm giữ được và mọi người không cần phải quá lo lắng nhé. Bán lẻ thì chúng ta sẽ nói về MLWG. Thì thực ra MLWG ngày hôm nay thì lúc mà hoảng loạn thì một số anh chị cũng mua được vùng 59 thì cũng lãi một tí. Thì ngày hôm nay đang tạo nền giá khá tốt, Hùng nghĩ là vẫn tiếp tục nắm giữ thôi. Thậm chí ngày hôm nay thì MLWG có một phiên rút chân Hùng đánh giá là ấn tượng và chất lượng. Chúng ta sẽ cần chờ đợi trong tuần tới. Ai muốn mua thì cũng đã mua rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem MLWG nó có bứt phá được từ lên đỉnh cũ hay không nhá. Cổ phiếu tiếp theo mà chúng ta phân tích với nhau bán lẻ thì FRT. Thì FRT cuối ngày hôm nay thì có một phiên rút chân mạnh và khối lượng lớn, thì khả năng cao là FRT nó cũng sẽ tạo ra một cái nền phẳng mới ở vùng giá này. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào tuần sau. Quan điểm của TVI là ngành bán lẻ thì nó vẫn là ngành mạnh của thị trường chung, và anh chị có thể tiếp tục nắm giữ được. Tại vì hai cổ phiếu này mọi người nhìn thấy nó không có gì xấu cả, không vi phạm nguyên tắc bán gì cả, nó vẫn tích lũy thôi, đúng không? Nhóm cổ phiếu dầu khí, một nhóm rất quan trọng của thị trường là PVS. Thì ngày hôm nay thì khách quan thì PVS có một phiên điều chỉnh hơi lớn so với đà tăng của mình. Tại vì PVS thì nó cũng chỉ tăng được khoảng 15-16% thôi, đúng không? Nhưng mà khi nó điều chỉnh thì hôm nay giá hôm nay điều chỉnh 4% thì không nghĩ là nó hơi nhiều một chút. Nhưng mà tại vì đa số nó đến từ lực bán ADC thì không nghĩ là khả năng cao tuần sau thì thị trường mở cửa thì chắc là nó sẽ kéo lại vùng 45 thôi, và nó vẫn tạo ra nền khá tốt. Một số anh chị hôm nay thì cũng bảo mua vùng 44-43. Thì không biết là sẽ chờ hàng về thôi, dù gì nó vẫn là một cổ phiếu mạnh của thị trường chung nhá. Thì mọi người sẽ tiếp tục nắm giữ trong cái vấn đề này. Dầu khí thì Hùng nói rồi, chúng ta sẽ nhìn PVS để theo chúng ta đánh PVS để theo dõi PVB cũng như các cổ phiếu khác thôi. TVI thì sẽ ưu tiên nhất thì PVS, mọi người biết rồi. Còn những cổ phiếu như BSR thì thực ra Hùng có nói rõ là Hùng cũng không có ưu tiên nhóm này. Đồ thị của nó thì Hùng này thấy là khá khỏe, nhưng Hùng thì cũng không ưu tiên lắm, tại vì những cổ phiếu này thực sự là mình cũng không chắc, đúng không? PLX thì sau một phiên bật rất đẹp, PLX thì thực sự là cái cốc tay cầm PLX Hùng đánh giá là rất là tốt, thì anh chị có thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ được nhá. Đấy là về dầu khí. Nhóm cổ phiếu tiếp theo chúng ta chia sẻ với nhau đó là chứng khoán. Ngày hôm nay chứng khoán điều chỉnh rất mạnh, đúng không? BVS thì điều chỉnh hôm nay rất lớn đấy, nhưng mà BVS được cái điều chỉnh mới nửa đến ngày hôm qua thôi, giảm 4,7%. SHS thì về nền, SHS thì gần như là về giá chúng ta mua rồi, 18.6, đúng không? Thì Hùng đánh giá là chứng khoán thì nó vẫn giữ nền thôi, nó khó bục nền này lắm, tại vì nền này là nền kéo dài, mà SDI thì cũng về nền này. HCM cũng điều chỉnh cũng khá sâu, 5%, VCI cũng điều chỉnh 4%, MBS thì ít nhất là MBS thì nó không chạm vùng giá hôm qua, MBS thì vùng 31-32, Hùng nghĩ nếu anh chị nào muốn mua thì phải cân nhắc được. VND xem nào, MD thì về gần như đóng cửa bằng giá sâu nhất ngày hôm qua rồi. VX gần về nền cũ. Thì với nhóm chứng khoán thì đánh giá là ngày hôm nay thì nhóm chứng khoán là nhóm gần như là giảm mạnh top đầu thị trường chung luôn, và nó về lại cái nền dưới. Thì đánh giá tuần sau thì có thể nhóm chứng khoán nó sẽ lình trình tích lũy đây, và có thể nó cũng sẽ đi lên. Thế đây muốn chia sẻ mọi người như này, với việc nhóm chứng khoán giảm mạnh ngày hôm nay thì mọi người sẽ thấy rằng điều gì đây, đó là tâm lý nhà đầu tư ngày hôm nay rất hoảng loạn, đúng không? Và tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn ngày hôm nay thì nó càng tốt cho việc thị trường có thể đi lên tiếp hay không. Tại vì mọi người biết rồi, nhỏ lẻ chúng ta mà sợ hãi thì bao giờ cũng là một cái dấu hiệu để thị trường có thể củng cố sức mạnh, tích lũy trạng thái lại và có thể bùng nổ sau đó, đúng không? Sợ nhất ngày hôm nay là nhỏ lẻ chúng ta hưng phấn, còn nhỏ lẻ chúng ta hôm nay mà sợ hãi thì đấy là một dấu hiệu nghĩ tốt cho thị trường chung. Có hai nhóm ngành mà Hùng nghĩ nó sẽ thể hiện rõ, đó là chứng khoán và bất động sản. Tại vì đây là hai nhóm mà số lượng nhà đầu tư cũng khá là thích, đúng không? Thì nên đấy là cái mà chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay khi mà chứng khoán giảm mạnh
thì nó cũng sẽ cộng hưởng cho cái việc tâm lý nhà đầu tư. Đấy, và ít nhất ở thời điểm hiện tại thì với việc nhóm chứng khoán giảm mạnh thì đánh giá nó là một điểm tốt cho thị trường chung chứ không phải là một điểm xấu. Tại vì mọi người nhớ lại, nếu mọi người để kỹ thì mọi người sẽ thấy rằng thường khi mà chứng khoán nó kéo tăng tốc, nó kéo hưng phấn mới là giai đoạn mà chúng ta sợ thị trường tạo đỉnh, đúng không? Còn nếu chứng khoán mà đầu sóng ra nó đã trả tăng cái gì rồi, nó đã về nền cũ rồi thì gần như để nó tục tiếp thì không nghĩ đâu, nó xác suất tạm thời nó là không cao, được chưa? Với nhóm chứng khoán thì vẫn nhấn mạnh lại rằng TVI thì không khuyến nghị mua nổ dòng chứng khoán, nhưng nếu anh chị nào muốn chọn ngành chứng khoán để mua thì mọi người canh những phiên hoảng loạn, những phiên giảm mạnh của dòng chứng khoán, mình mua mình để đó, mọi người hiểu không ạ? Đó, sau đấy thì mình giữ, thì không nghĩa cuối sóng chắc là nó vẫn sẽ tăng một chút, được chưa? Đấy là về nhóm chứng khoán. Nhóm cổ phiếu tiếp theo mà chúng ta chia sẻ với nhau thì sẽ bất động sản luôn. Thì bất động sản ngày hôm nay vẫn như câu nói vừa nói thôi, khi mà tại vì chứng khoán bất động sản là nhóm nhỏ rất là nhiều, thì khi giảm loạn ngày hôm nay thì đích đất xanh các cổ phiếu thì giảm rất mạnh, đúng không? Còn những Nam Long hôm nay mạnh thế mà cũng giảm mạnh. NTL đồng nghĩ chắc hôm nay khả năng cũng bị bán, đúng không? NTL hôm nay bán rất mạnh, TCS hôm nay chặn bán mạnh, tại vì những cổ phiếu đầu cơ, đúng không? Đầu cơ T cộng, đúng không? Ví dụ anh chị nào mà mua TCS, tại vì TCS thì cũng bảo anh chị nào thích mua thì phải mua vùng 18 năm đến 19, chắc là tuần sau nếu mà thủng 18 thì cũng nghĩ chắc là nên bán, vi phạm mà, đúng không? Thì mọi người sẽ lưu ý kỹ cái điều này nha. Sell, đúng không? Sell thì đa số bất động sản hôm nay thì điều chỉnh rất mạnh, thì thực ra không nghĩ là họ nhà VIX thì nó không lên. VIX thì không lên thì chắc không giảm mấy. Novaland hôm nay chưa giảm, đúng không? Thì đây thì muốn chia sẻ một cái điều gì, tức là những cái nhóm mà nhỏ lẻ thích hoảng loạn thì gần như nó lại giảm rất mạnh ngày hôm nay. Còn đa số những cổ phiếu chắc là có FPT chắc là giảm nhiều nhất, còn những cổ phiếu khác thì thấy là ngày hôm nay khá bình thường, đúng không? Thì ít nhất là về nhóm bất động sản mình nghĩ là nó giảm mạnh đấy, nhưng nó cũng sẽ chạm hỗ trợ rồi. Tại vì mọi người nhìn như đích thì thực ra là nó đã tăng tí gì đâu, đúng không? Bây giờ nó giảm mạnh phát là về 26-27 rồi, đúng không? Thì mình nghĩ khả năng cao nó cũng sẽ hồi thôi. Đấy là về bất động sản chứng khoán như nhau, giảm mạnh về đáy cũ, được chưa? Chúng ta tiếp tục với nhóm thép đi. Thép là quan trọng hôm nay. Hòa Phát thực sự là hôm nay là một phiên Hùng đánh giá rất cao Hòa Phát, tại vì ngày hôm nay Hòa Phát thì nó không giảm mấy, kể cả lúc thị trường giảm sâu nhất. Thì nếu mọi người để kỹ thì Hòa Phát lúc thị trường giảm sâu nhất thì nó chỉ giảm 3%, và ngày hôm nay thì nó rút chân lên. Và nên nhớ rằng anh chị cũng nhớ ngày hôm qua khi mà nốt cho mọi người để điểm mua Hòa Phát thì là vùng 28.5, nhưng mà ngày hôm nay khi mà thị trường giảm mạnh đấy, Hòa Phát chỉ giảm về 28.5 thôi, tức là nó rất khác các cổ phiếu khác. Đó, nên đấy là cái sức mạnh nghĩa là tốt của Hòa Phát ở giai đoạn này, và anh chị nên tiếp tục nắm giữ nó. Tại vì Hòa Phát là một cổ phiếu mà TV cũng khuyến nghị mọi người, thì vùng giá chúng ta khuyến nghị là vùng 28 đây, cái vùng nền này 27.5, đúng không? 27.528 hiện tại lãi tí thì nghĩ là mọi người nên tiếp nắm giữ nó. Và có vẻ như sóng này Hòa Phát nó đang thể hiện sức mạnh tốt hơn so với quá khứ. Nam Kim thì điều chỉnh mạnh thì không có nói rồi. Nhóm thép thì cũng sẽ ưu tiên Hòa Phát. Ở dạng đầu cơ như VGS thì hôm nay cũng giảm tương đối, tại vì thực ra cổ phiếu này nó lên nhiều rồi, đúng không? Để về nhóm thép, nhóm cổ phiếu blue chip đi. Mansan ngày hôm nay thì điều chỉnh tiếp tục này. Vinamilk thì cũng điều chỉnh. Thực ra thì những Mansan, Vinamilk cũng nói rồi, ví dụ ngày hôm qua cũng nói nó bật hỗ trợ nó tăng độ, thì hôm nay nó giảm lại, nó về đúng hỗ trợ thì cũng nghĩa khả năng tuần sau đi, xác suất cao là nó cũng sẽ hồi lại thôi. Nhưng mà thực ra trong nhóm này thì có một điểm với nước ngoài bán Hùng cũng đang hơi khó nghĩ, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Ít nhất là dấu hiệu nước ngoài bán ở thời điểm hiện tại thì nó đang là một cái nguồn cung cổ phiếu mà chính chúng ta cũng chưa đánh giá được, được chưa? Thì chốt lại về nhóm blue chip, Hùng đánh giá là hôm qua nó tăng thì hôm nay nó giảm trở lại và nó vẫn là vùng hỗ trợ mạnh, nên là Hùng nghĩ khả năng cao nó vẫn sẽ bật lại, được chưa? Chúng ta đến một nhóm ngành quan trọng mà ngày hôm nay thì trong watch list của chúng ta thì có ACB, đúng không? ACB thì nó bật lại và Hùng thấy nó vượt đỉnh. Hôm nay là một điểm mua đẹp của ACB sau điểm pocket pivot trong nền hôm trước, đúng không? Thì với anh chị nào mua ACB ngày hôm nay Hùng nghĩ là ổn, chúng ta sẽ giữ tiếp. Techcombank sau khi chạm hỗ trợ nó dừng chân rồi, nó cũng không giảm được tiếp nữa, đúng không? Chắc là hôm trước thì thấy bảo thế chạy dừng luôn. SHB thì nó đúng kiểu cổ phiếu không tăng được thì về nền chạy tích lũy lại thôi, nó cũng chẳng vấn đề gì. Vietinbank tương tự như vậy, hôm nay series có sàn không sàn. Vietinbank MB đúng không, vẫn như vậy thôi, đúng không? Nghĩ là ngân hàng nó sẽ thế thôi, cổ phiếu ngân hàng chưa tăng nó bật xong nó về nền thì không có gì xấu, tí cũng sẽ tổng kết cho mọi người. Về nhóm phân bón thì Đức Giang hôm nay rất là đen đủi. Đức Giang hôm nay cứ lúc nào bật là đường lại xấu. Tài thật, hai lần gần đây rồi đấy. TVI thì cũng khuyến nghị cổ phiếu này 122 thì cũng nghĩ là cũng là tiếp tục nắm giữ thôi. Khi nào vượt 130 dứt điểm ta mới mua được. Còn nếu mà nó cứ rũ như này thì không biết được mọi người. Cứ nắm giữ tiếp thôi nha.
DDV tích nền nó đang tạo ra một nền mới. Nhóm cảng biển PVSAN này thì bật không thành công, ông này bật thì gặp đúng thị trường xấu, lại ăn quả đu bám rồi PVB tương tự như vậy, thậm chí PVB còn đỏ cơ. HH hôm nay thì cuối cùng lại không rút chân được. Đấy, những cổ phiếu định bật mà gặp thị trường xấu thì nó sẽ bị giảm mạnh hơn bình thường. Đấy. Thì chốt lại thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng bóc tách lại từng nhóm nhé. Công nghệ thì FPT điều chỉnh mạnh đúng không? Nhưng mà thực ra FPT điều chỉnh 4% thì hơi thấp, tại vì FPT nó tăng đến 40% rồi. Nó điều chỉnh tới 8% vẫn được. FPT. FPT là tạm ổn, hiểu chưa? Bán lẻ MWG FRT tích nền chặt, tạm ổn, hiểu chưa? Dầu khí thì PVS điều chỉnh 4%, điều chỉnh bình thường, hiểu chưa? Chưa kể là sự điều chỉnh đó nó xảy ra ATC nha. Nhóm ngân hàng, những cổ phiếu xấu nhất trong ngành ngân hàng cùng với chứng khoán, cùng với bất động sản là những cổ phiếu về nền hỗ trợ mạnh, đúng không? Thì khả năng cao nó sẽ dừng chân, được chưa? Còn có những cổ phiếu ngân hàng xuất sắc hơn, vượt đỉnh rồi như Techcombank, như ACB thì nó vẫn đang duy trì trạng thái vượt đỉnh của mình. Techcombank thì vượt đỉnh sau điều chỉnh, còn ACB thì hôm nay mới vượt đỉnh, được chưa? Đấy là điều tốt. Với nhóm blue chip thì cũng là giảm mạnh trạng hỗ trợ. Thì ở đây mọi người thấy điều gì ạ? Nó đang phân hóa theo trạng thái, tức là những cổ phiếu nó không tăng trong sóng này thì nó chạm hỗ trợ mạnh, đúng không? Thì tức là gì? Đã không tăng cái gì mà khi chạm hỗ trợ thì có thể tôi sẽ hồi. Đấy, tức là khả năng cao nó sẽ phục hồi. Còn những cổ phiếu mạnh nhất thì nó có một phiên điều chỉnh và nó sẽ tạo ra nền giá mới trong thời gian tới. Được chưa? Do vậy thì với việc chúng ta phân lớp từng dòng cổ phiếu đấy thì chúng ta nhìn thấy thì chưa có một sự tăng tốc, đúng không? Chưa có một sự đồng pha kéo mạnh của cả thị trường chung. Và gần như những cổ phiếu nó vẫn đang có những sự luân phiên nhất định của mình. Đấy, và chưa có một nhóm cổ phiếu nào tạo new low, tức là phá đáy, đúng không? Hoặc là có dấu hiệu tạo đỉnh, được chưa? Nên quan điểm của TVI thì cũng đã đánh giá rằng xu hướng hiện tại vẫn là một xu hướng tăng và thị trường đang có 3 phiên phân phối, tức là chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn một chút, nhưng chúng ta vẫn sẽ duy trì vị thế của mình. Và với những anh chị nào mới thì mọi người có thể tham gia thị trường. Mọi hiểu không ạ? Khi thị trường có những dấu hiệu để sự bùng nổ luân phiên mới thì ở đây Hùng nhớ cho mọi người rằng cái giai đoạn này cũng là giai đoạn thị trường nó có 3 phiên phân phối. Đây là giai đoạn thị trường nó cũng có 3 phiên phối, và đây mọi người nhìn cái phiên này không ạ? Nó cũng là một phiên bán rất mạnh của thị trường chung. Mọi hiểu không ạ? Mọi nhìn ngày đến ngày hôm nay thì mọi người biết rằng nó còn khủng khiếp hơn cái nến này rất nhiều. Mọi người có thể xem lại cái video ngày hôm đấy của TVI nhận định thị trường nhá. Tại vì mọi người biết rằng Hùng thì Hùng nói về thống kê chứ Hùng không phải như ngồi võ đoán đâu. Tại vì mà nếu mọi người để kỹ thì Hùng không phải là người như vậy. Tại vì Hùng là người đầu tư thực chiến, chứ Hùng không dùng võ đoán hay dùng cảm xúc hay là nói cho sang mồm. Mọi người biết Hùng rất là người thực tế. Có thể đúng sai nhưng mà chúng ta vi phạm ta bán thôi, chả vấn đề gì. Mọi người đọc bản tin Zoom VIP TVI hôm nay đúng không? Vừa sau mọi người vi phạm là bán, cái này đâu, đúng không? Nhưng mà chúng ta khi chúng ta nhận định, chúng ta phải khách quan, phải theo hệ thống. Tại vì nếu chúng ta không theo hệ thống thì khi chúng ta nhận định thì nó rất dễ bị fail, nó khuất mất rồi. Đây thì mọi người nhìn cây nến này đúng không ạ? Cherry nó rất là xấu. Ví dụ đây cũng là một giai đoạn có 3 phiên phối này. Trong sóng tháng năm trước đây. Đây cũng là giai đoạn trường có 3 phiên phối. Mọi người hiểu không ạ? Đấy, đây cũng là giai đoạn mà trường có 3 phiên phối. Đấy. Tạo nền xong lên đây rũ nền tiếp. Mọi người hiểu không ạ? Đấy, thì ở giai đoạn này thì thị trường nó cũng đang có 3 phiên phối. Đây, ví dụ đây là một nền rũ đạp về nền cũ, thì đây là nền này còn trên cái nền này khá xa, đúng không? Thì đấy một nhấn mạnh mọi người là như vậy, được chưa? Ok, rồi, tinh thần mọi người xem xong đến đoạn này chắc là mọi người cũng thấy thoải mái hơn và thấy khách quan hơn và bắt đầu thấy cái cân bằng hơn, đúng không? Thì ngày hôm nay thì vì là video cuối tuần thì có một câu hỏi của một anh chị thì cũng thực ra là cũng hỏi rất là nhiều. Rất nhiều anh chị có hỏi một cái câu này. Anh chị có tham gia đầu tư rất lâu rồi và cũng xem video của TVI nhưng mà chưa hiệu quả. Và anh chị cũng luôn, anh còn nói là luôn đau đáu một câu hỏi rằng thị trường tăng nhưng tài khoản mình tổng kết thì không có tăng. Như hôm nay là tài khoản anh lỗ hơn 10% là 70 triệu. Thì anh có xin Hùng lời khuyên và cũng muốn đồng hành với đội ngũ của Hùng nhưng mà còn kẹt công ty khác. Thường chia sẻ mọi người như này. Tức là có rất nhiều cái để tác động lên yếu tố này. Tất nhiên là hy vọng là sau đợt này thì anh chị nào mà chưa hiệu quả thì có thể suy nghĩ về trường hợp có thể về room của TVI hay không nhá. Cái đấy là tùy mọi người, chúng chia sẻ nhanh. Ở đây thì có hai câu hỏi mà mình phải xác nhận lại. Một là thị trường tăng nhưng tài khoản không tăng. Thì mình sẽ mở rộng ra là thị trường tăng nhưng tài khoản lại tăng ít hơn thị trường chung. Và vế thứ hai ngày hôm nay đó là thị trường giảm
lại còn giảm mạnh hơn thị trường. Tại vì ngày hôm nay mà rơi 10% tài khoản thì tức là gì? Tức là cầm rất nhiều cổ phiếu giảm mạnh và thậm chí còn cực kỳ yếu luôn. Tại vì mọi người ý không? FPT là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong những cổ phiếu tăng. Nhưng nó đã tăng bao nhiêu phần trăm ạ? Nó tăng đến 20% trong sóng tăng này. 115 lên 140. Đúng không? Đúng không? Mọi người hiểu không ạ? Tức là nếu mà tài khoản hôm nay giảm mạnh thì trước đó nó phải tăng rất mạnh rồi. Nhưng đây tài khoản đã không tăng mà khi giảm thì giảm sâu thì khả năng anh lại đang cầm con bất động sản nào đó hoặc là chứng khoán mà không tăng mấy, đúng không? Thì đây Hùng muốn chia sẻ anh chị một cái kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm thì Hùng sẽ nói ngắn gọn nhá. Đầu tiên Hùng phải khẳng định rằng cái việc mọi người view được chỉ số chung, view được thị trường chung, tức là nhận định được thị trường chung, nó là việc rất là quan trọng. Tức là mọi người cần phải biết lúc nào là thị trường chung đang ở xu hướng tăng và lúc nào là thị trường ở xu hướng giảm. Mọi hiểu không ạ? Đó thì đấy đầu tiên Hùng phải khẳng định mọi người phải biết được cái điều đấy. Được chưa? Nếu mọi người không biết được điều đấy thì mọi người sẽ sai về tỷ trọng. Sai về tỷ trọng. Tức là gì? Là có lúc thị trường đang ở vùng đỉnh như ông ấy full margin, hoặc lúc thị trường đang ở vùng đáy thì ông ấy lôi hết hàng ra bán. Mọi hiểu không ạ? Hoặc là lúc thị trường đang ở một nhịp điều chỉnh bình thường thì ông ấy bán hết. Đấy, ví dụ như Hùng thì thường là Hùng sẽ lưu ý đâu là đoạn có thể điều chỉnh 8-12%, đâu là đoạn thị trường điều chỉnh bình thường. Thì thường điều chỉnh bình thường Hùng sẽ không bao giờ bán. Nếu anh chị nào đồng hành thì ai sẽ biết, đúng không? Còn nếu là một đợt có thể điều chỉnh sâu, ví dụ đoạn này, là chúng ta sẽ giảm tỷ trọng, đúng không? Chứ tất nhiên là vào mọi người, ví dụ Hùng thì khi Hùng quản lý tài sản lớn thì Hùng còn phải view là nếu đây không phải là một đợt suy thoái thì lúc nào cũng phải giữ tỷ trọng 30%. Tại vì những tài sản vài trăm tỷ thì không thể rơi một phát là bán phát hết được. Tại mọi người hiểu không ạ? Ví dụ tài sản vài trăm tỷ thì chỉ bán khi mà bán hết sạch cổ phiếu ấy, khi mà thị trường xác nhận nó bước vào đợt suy thoái rồi, kiểu 2012. Mọi người hiểu không ạ? Còn không, chắc chắn lúc nào phải duy trì trọng khoảng 20-30% tỷ trọng cổ phiếu. Đó. Thì chốt lại đầu tiên là anh phải cần biết thị trường ở đoạn nào. Được chưa? Và cái thứ hai là anh phải nhớ rằng anh phải chọn được những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung. Chưa biết là mạnh nhất thị trường hay không, nhưng nó phải mạnh hơn thị trường chung. Đấy. Thì trong cái chiến thuật chọn cổ phiếu mạnh của TVI thì Hùng hay nốt cho mọi người là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung là như thế nào. Ví dụ index trong cái đoạn này nó chỉnh rất mạnh, đúng không? Nó chỉnh, mọi người biết là 8-12%. Thì những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung là những cổ phiếu chỉnh ít hơn. Ví dụ ngày đó mọi người để ý nhá, FPT giảm ít hơn này, MWG giảm ít hơn này. Mọi người nhớ không ạ? Đây là đoạn index giảm, MWG như này. Mọi người hiểu không ạ? Đấy, index giảm, MWG giảm này. Thì để mà làm được điều đấy thì mọi người nhớ rằng lúc nào thường chỉnh mạnh là lúc mọi người cần gì ạ? Cần phải tập trung nhất. Mọi người hiểu không ạ? Lúc thị trường càng giảm mạnh thì càng phải tập trung. Tất cả những siêu cổ phiếu mà TVI tìm kiếm được đều trong lúc thị trường giảm rất mạnh. Mọi người nhớ nhé, tất cả cổ phiếu nó trụ được đợt tiền giảm mạnh thì nó đều sau đó đều là cổ phiếu rất mạnh và đều vượt đỉnh. Mọi hiểu không ạ? Thì anh chị phải tìm được những cổ phiếu đó. Ví dụ mọi người thấy PVS là đấy, đấy. Đúng không? PVS thì giảm từ 43 về 39. Mọi hiểu không ạ? Nó chỉ bằng thị trường chung thôi. Và với một cổ phiếu thì mọi người sẽ được tính biên là 1,5 đến thị trường chung. Được chưa? Vậy thì bước thứ hai anh cần phải xác định được đâu là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung. Được chưa? Và cái thứ ba là anh phải hiểu được mẫu hình của một cổ phiếu. Tức là đâu là một mẫu hình cổ phiếu mạnh, đâu là một mẫu hình cổ phiếu yếu, hoặc đâu là cái nền giá tốt. Ví dụ là một nền tích lũy chặt chẽ là như thế nào. Đấy, thì khi nào cổ phiếu tích nền chặt thì nó là ok. Ví dụ nền tích lũy nền chặt chẽ, von chiết lại thì nó tốt hơn thị trường chung. Và yếu tố thứ tư là nếu mà anh hiểu được câu chuyện cơ bản cổ phiếu là tốt nhất. Tức là anh phải hiểu được rằng, tại vì mọi người hiểu nhá, nếu để kiếm tiền lãi trong 1-2 nhịp thì nó rất là dễ, nhưng mà để thắng được, kiếm được tiền lớn thì anh phải hiểu câu chuyện cơ bản của doanh nghiệp đó. Và cái thứ năm đó là điểm vào ra cổ phiếu, điểm mua điểm bán thì mình hay nói đấy. Thì ví dụ như là ngày hôm nay anh chị nào cầm tiền mặt, vì sao mình lại khuyên là anh chị cầm tiền mặt thì anh chị phải tham gia những phiên này. Vì sao? Tại vì nếu mà thị trường tạo sóng ở đây, nó xác nhận vào sóng rồi nó đi lên này, mà anh bỏ qua tất cả đoạn này, đúng không? Thì những cái nhịp điều chỉnh này là cơ hội để anh bắt đầu vào. Ví dụ đoạn này anh không có cổ phiếu đâu, thế anh phải vào đoạn này, đúng không? Thậm chí đoạn này, đúng không? Và thậm chí kể cả đoạn này luôn, nếu anh không có tí cổ phiếu nào, anh phải vào những phiên này, đúng không? Hoặc phiên này trước anh phải vào, đúng không? Có thể sau đó tạo đỉnh anh cắt lỗ bình thường, nhưng từ đây đến đây có những cổ phiếu nó vẫn sẽ lãi. Nhưng ý Hùng ở đây là gì? Là khi chúng ta bắt đầu vào thị trường thì chúng ta, nếu chúng ta không vào được
ở lúc thị trường xác nhận vào sóng thì lúc thị trường điều chỉnh mạnh phải là lúc chúng ta bắt đầu thăm dò vào. Mọi người hiểu không ạ? Anh chị hiểu cái tư duy đấy không ạ? Cái điểm vào ra nó rất quan trọng. Tại vì mình đang cầm 100% tiền mặt thì mình phải vào thăm dò vị thế ở những phiên nó hoảng loạn, tích lũy. Mọi người hiểu không ạ? Trong một xu hướng tăng, tại vì chúng ta biết thị trường đang xu hướng tăng thì những phiên hoảng loạn tích lũy phải là phiên anh chị bắt đầu vào. Anh chị hiểu ý không ạ? Tại vì nếu anh chị đang cầm 100% tiền mặt mà anh chị không vào phiên đấy thì mọi người định vào phiên nào? Vào phiên này à? Mọi định vào phiên này. Đúng không? Hay định vào phiên này. Vào lúc thị trường cứ tăng 4-5 phiên rồi không ạ? Ví dụ trong mấy ngày vừa qua rất nhiều chị ở Hùng là Hùng ơi mua FPT được không? Hùng bảo nó lên một mạch lên chẳng đứng với mua gì nữa. Đúng không? Thì không có thì bỏ qua thôi. Nếu mà không có thì phải chờ phiên chỉnh này thì nếu muốn thì sẽ thăm dò. Mọi hiểu không ạ? Thì cái điểm vào đấy cực kỳ quan trọng rồi ạ. Và hãy nhớ rằng như đánh trận thôi, phải vào thăm dò vị thế thì mới đánh lớn được. Rất nhiều người thấy Hùng bảo thăm dò thì lại cười bảo là ông ấy đánh tùn mùn, mua gì mua 30%, thế mua luôn full luôn. Nếu mà Hùng nói thật luôn, nếu anh chị nào đầu tư chứng khoán mà thành công mà nói một câu là anh vào lần nào full 100% trong một phiên giao dịch mà thành công được thì có thể gửi cho Hùng cái checking record, tức là cái nhật ký giao dịch của mình để chứng minh là thực sự cái phương pháp đấy là thành công. Nhưng Hùng nghĩ là nó sẽ không nhiều. Còn tài khoản nhỏ thì làm thế được, Hùng nói thật sự. Còn Hùng tư vấn hàng nghìn anh chị khách hàng, Hùng muốn rèn cho anh chị khách hàng của mình chia sẻ giá trị là anh chị phải hiểu rằng để thắng lớn là phải đánh từ nhỏ trước, phải thăm dò trước. Nhưng ta đánh trận thôi, đúng không? Đưa quân tiên phong đi thăm dò đúng vào tiếp. Mọi người biết rằng chỉ cần 2 lần như thế thôi là tài khoản mọi người full bình thường. Mọi người hiểu không ạ? Thăm dò phát đúng hướng, cổ phiếu nào thăm dò 5 mã, cổ phiếu nào vừa đỉnh mua tiếp. Mọi người hiểu không ạ? Dồn tỷ trọng luôn, vừa đỉnh phát full là bình thường. Nên nhiều lúc đúng là Hùng bảo thăm dò 3%, nhưng mà thực ra ai học khoa cũng biết đôi khi chỉ cần 3 lần thế là tài khoản nó full là bình thường. Và vào sóng phát là tài khoản tự động nó sẽ full cổ phiếu. Tại vì những cổ phiếu mạnh nó sẽ chạy luôn mà. Mọi người chả nhẽ chọn cổ phiếu tệ đến mức mà chọn 5 cổ phiếu mạnh mà 5 con đều yếu à? Chắc chắn nó phải có 2 con mạnh chứ, đúng không? Nên mọi người nhìn TV chọn cổ phiếu ấy, thì xác suất nếu uptrend nó phải đúng rồi khoảng chắc 90%, 100%, đúng không? Mọi người xem lại được. Đó thì đấy là cách mọi người nhớ. Đấy thì chốt lại về kinh nghiệm mình chia sẻ cho anh như này. Thì tất nhiên là anh phải chọn được những cổ phiếu mạnh và sau đó anh phải biết mua đúng thời điểm, mua thăm dò và dồn tỷ trọng của đúng cổ phiếu. Và cái cuối cùng trong cái điều đó, đó là khi anh nắm giữ cổ phiếu thì anh nhớ chung hai điều. Thứ nhất, cổ phiếu nào càng lãi thì càng phải giữ. Và chỉ được bán cổ phiếu lãi khi đạt tối thiểu lợi nhuận trên 15%. Hầu ít nhất là trên 10%. Đừng nói 5% đã bán, 5% bán thì vứt. Nhà đầu tư nào bán 5% lãi không đảm bảo là khó thắng. 5% là cắt lỗ và 5% bán lãi thì khác gì là hệ số 1-1 thì sao mà thắng được, đúng không? Ít nhất là phải tối thiểu làm thế dùng 10% trở lên tôi mới nghĩ việc bán, được chưa? Và cái thứ hai đó là gì? Là cắt lỗ. Tức là trong phần nắm giữ là cái phần lãi là ít nhất là trên 10% mới tính bán, đúng không? Còn nếu phần trong khi mà nắm giữ nó bị lỗ thì 5% bán hết. Còn nếu đúng ra thì sẽ 5% bán 1/2 và 10% là bán hết, được chưa? Thì đấy là một vài kinh nghiệm chia sẻ cho anh trong từ vấn đề nhìn thị trường về cách chọn cổ phiếu mạnh hơn thị trường, cách dồn tỷ trọng, được chưa? Và cách anh nắm giữ cổ phiếu. Thì Hùng nghĩ rằng với những điều đó thì Hùng tin rằng trong bất kỳ một giai đoạn nào thị trường chung thì anh vẫn sẽ kiếm được tiền, kể cả thị trường có 2022 đi nữa. Đấy. Không tin thì nếu anh có thời gian anh có thể xem lại tất cả video của TVI đấy, hoặc một lần thử trải nghiệm hệ thống của TVI một cách nghiêm túc nhất thì Hùng tin chắc rằng anh sẽ rất là hiệu quả. Ok, thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ngày hôm nay. Nó cũng khá là dài rồi. Thì Hùng chốt lại về tuần này, thị trường của chúng ta vẫn nằm trong một xu hướng tăng và có 3 phiên phân phối. Phiên phối thứ 3 là một phiên có khối lượng kỷ lục và rút chân. Mặc dù chưa được 1/2 của thân nến giảm, nhưng Hùng đánh giá rút chân hôm nay là có ý chí và tạm thời vùng 1250 sẽ là hỗ trợ mạnh của chỉ số chung. Và tuần sau thì thị trường nó có thể cần quá trình tích lũy điều chỉnh thêm một thời gian nữa, nhưng sự bùng nổ luân phiên nó sẽ trở lại nếu mà thị trường nó muốn chinh phục 1300. Mọi người nhớ nhá. Và có điều đặc biệt ở cuối video ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người là thực sự chúng ta có một cây nến tuần đỏ trong 4 nến tuần xanh thì đấy là một điều tốt. Nếu mọi người nhìn lại thì cứ 4 tuần đỏ có một tuần xanh thì thường sau đấy nó sẽ có thể là một tuần xanh tiếp, được chưa? Thì ít nhất là chúng ta đã có đầy đủ cho một dấu hiệu
ok sau ngày hôm nay. Nên là chúc tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ. Và nhớ cho Hồng xin một like, tại vì càng nhiều like YouTube sẽ càng ưu tiên hơn. Và với một câu nói cũ trong suốt những lần thị trường điều chỉnh mạnh, đó là giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh là cơ hội để TVA có thể tìm kiếm những cổ phiếu mạnh hơn đường chung, những cổ phiếu tích lũy, những nền giá tin cậy, và là cơ hội để anh chị nào có thể tham gia room mới của TVA, tham gia cùng chúng tôi trong đợt mở mua tiếp theo. Thì anh chị nào muốn đăng ký là khách hàng TVA thì phải liên hệ trực tiếp các bạn trợ lý theo thông tin bên dưới mọi người nhé. Hoặc là nếu anh chị nào có biết Hùng, Tuấn Minh hoặc Hải Dương hoặc Quốc Tuyển hoặc Thái Hoàng trong thông tin mà mọi người sẵn có thì có thể inbox trực tiếp cho các bạn. Hiện tại thì chỉ có các bạn trợ lý và 5 chuyên gia của TVA là gọi là thuộc hệ thống của TVA thôi nhá. Thì cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người đầu tư thành công và cuối tuần vui vẻ. Bye bye tất cả anh chị.